trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lạc trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua, mấy đèo cũng qua. Chứ thương em nào ngại chi đường xa. Anh ước mong sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dắt em đi. Nhọc nhằn nào đâu xa chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương. Về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ một ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ là tháng tốt 25. Là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao. Rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao. Rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Người ta thường bảo yêu là phải nói, giống như là đói thì mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá cằn. Cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bần thân tay chân nè. Anh thương là thương em thiệt, nhưng mà còn chưa biết ngày nào em mừng. Alo. Cho anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước biết đường canh. Tội đi chơi một mình mà không ngủ, đêm nay lạng quạng trong mơ lại gặp anh. Đâu có ngại gì đâu, mấy sông anh cũng lội, dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua. Bởi vì thương nên là anh chấp hết cho chọn chữ tình chữ nghĩa của đôi ta em ơi. Gặp gình anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xá chi, chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mặn nồng dậy tơ hồng dệt mộng quyến ương. Trong một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành tháng tốt 25. Là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạc đầu trăm năm. Xin em chớ lo, dẫu còn nắng mưa
dài nhau. Dù giật đôi, dù sao rơi, anh thương em nhớ trên đời. Chẳng chờ gì nữa em ơi, mình làm đám cưới nhanh thôi. Bà con cô bác hai bên cứ mong ngày ta sánh đôi. Cầu cao xin lễ sang thăm, giờ lành thanh tốt hai lắm. Là đẹp cuộc tình cho đôi mình bạch đầu trăm năm. Bông bông, chờ người mai mối để sớm tối có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quang viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mang mà hai nhà thông gia cười ha ha. Trai nắng dối ghê, tiếng nhạc sập xinh đám cưới đôi mình linh đình. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bông, chờ người mai mối để sớm tối có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mang mà hai nhà thông gia cười ha ha. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần, vui lên đi cùng nhau say hết sẽ đắp tương lai. Cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ là đã chúc sống vui. Chào mừng quý vị đến nhà gái. Hôm nay là ngày 9 tháng 7. Nhà trai trình lễ tân lễ là một hai chầu hợp của một hồi khai từ đường với 6 mâm cũng dành để cúng cho tiên. Sẽ kết qua màu trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mang hòa hai nhà thông gia cười ha ha. Một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Tình đang pháo nổ rộn ràng từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê.
tao nổ rung ra từ đây tiếp sẽ có tất cả quý vị quan viên hai họ có mặt trong ngày hôm nay. Tôi được xin bản phép thay mặt cho nhà gái trong không khí vui tươi, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe hạnh phúc đến tất cả các vị. Dạ. Thưa quý vị, rót cho nước uống này. Thưa quý vị, hôn nhân, gia đình, tình bạn, tình yêu, đó là một điều tất yếu trong cuộc sống xã hội. Và hôm nay chúng ta sẽ xuất hiện một gia đình mới, đó là gia đình của anh chàng đẹp trai mà Minh Điền xinh xắn. Sau một thời gian tìm hiểu về tình bạn, tình yêu, tình chung thủy thì hai cháu sẽ dẫn nhau đến bến bờ hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 22, gia đình Lâm Đồng tổ chức một buổi lễ để tác hợp hai cháu thành duyên, thành nợ, thành vợ, thành chồng. Và cũng kể từ nay, hai gia đình chúng ta sẽ đón nhận Dâu Hiền, Rể Thảo. Cảm ơn. Thời gian cho của quý vị, tôi xin phép đi vào phần nghi lễ một cách rất là ngắn gọn và dễ hiểu. Cái thứ nhất, bây giờ người xưa từng nói gì là tiếng chào cao hơn cổ. Bây giờ tôi xin phép là cho cô dâu ra mắt hai họ. Xin mời. Này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tò te tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về, và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh rang tàu nổ rôn rang từ đây tiếp sẽ theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng đừng ly nhau. Vì lý do khác nhau, trời, bên đàn trai xin bỏ qua vấn đề này và được sự chấp thuận với nhà gái. Thì là cái phần gì là đây được bỏ qua. Anh hai. Dạ, dạ. 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 Nghi lễ kế tiếp mà không thể thiếu được đó là thắp hương và lại tổ tiên ông bà. Nghi lễ này thường được xin mời chồng của chú hôn nam, chồng chú hôn gái và lần lượt là chú dâu chú rể lên hương thắp bàn thờ. Dạ, hai. Giờ mời hai thông gia. Dạ, hai thông gia và lần lượt lại chặt quá. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi, để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Linh đang tàu nổ rôn đại từ đây tiếp ở bên nhà. Lễ cho cô dâu có anh có chuyện chuyện này chưa có. Dạ giờ về là tôi xin mời phía không, đây không bây giờ cái mặt lễ rồi còn bên kia là ngồi phải không. Dạ dạ còn nữa còn nữa, bây giờ trong xin lễ rồi còn một hai lễ nữa rồi mới tới anh. Dạ nữa hả. Dạ. Dạ. Bây giờ trong lễ phụ nữ trang và phụ tiền thông dụng hai lễ để nói về lễ cưới. Dạ. Nữ trang là ba cây vàng 24 và một cặp là bông hộp sòn và một cặp nhẫn hộp sòn. Phụ tiền thông dụng hai lễ, một lễ nói với lễ cưới là 50 triệu. Dạ. Rồi xin nhận. Dạ bây giờ là đại diện là cho này nó tui dài. Dạ đại diện là bên muốn em là má, cũng có anh là sau này.
ôm em là con, một tiếng anh lòng dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù hề giao mái, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tiếng anh lòng dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đêm nay ta say ta mãi. Mình chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất, không sao trưởng đoạn thân nhất lũ nhóc mang bên giống qua đèn cần tất lâm vô miền Tây. Không có như còn phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lỗi sớm hộp ba em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, dậy đi dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hay bên nhà cất thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lòng dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao mái, đêm nay ta say ta mãi. Qua ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lòng dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đêm nay ta say ta mãi. Con mình làm vốn trên con đường hành trang trong cuộc sống, còn đòi hỏi thì có cho không có cũng không cho luôn đó. Bây giờ như nãy giờ thì là cho không có đó, đó riêng còn bây giờ người ta tao của một môn của em kia trao cho chuẩn bị cho con cái gì để làm hành trang trong cuộc sống thì đứng lên phát biểu. Rồi thì em cho em nói đi cho cái gì cho con cái gì cứ nói. Thôi em định với anh hai với bên nhà trai, anh với cho mẹ. Bây giờ hai chồng em xong vui với nhau giả nhà nhà xưa là giả cho thằng Vũ đó, là cũng kể như là con ruột của bên rồi. Hai chồng em là cho hai đứa con 1 tỷ để làm vốn bằng ăn rồi quán hú được. Mày là cha người ta chưa chưa mày có 1 tỷ rồi ta là trời đó rồi à mấy anh lại chụp gia đình em mơ được làm cô dâu
trên tay cầm thêm bó hoa màu. Dây tơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má. Ai có cái gì cho em mình thì ra lên tiếp, còn không có thì thôi. À có thì ra. À rồi vậy đó hả? Anh ơi, không tối ông ơi. Thôi mấy bác anh chú chứ mà kiếm một bà, hỏi kiếm một bà. Đúng là tối. Đúng là dạ thương giá 8 giờ. Rồi rồi rồi. Nhưng mà ý của người bà hay chồng nhé là sợ nhé anh tối. Bạn gặp nhau. Dạ dạ. Rồi. Ai nói nghe ý là học trò năm thứ 4. Đó. Đây là đúng rồi đó. Mà để xem có ba 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 chị ba rồi. Chị ba cầm hai tay luôn. Anh chị. À, đúng rồi đó nè. Là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lần thì anh đưa chào cao qua. Đơn giản như vậy, xin hỏi ý kiến anh hai với nhà trai còn có cái gì để làm thêm để chỉnh trang thêm cái gì để nữa không thì xin mời. Nếu không, không thì tôi xin phép ban giám sát buổi lễ và trước khi dứt lời cũng xin chúc cho hai cháu Vũ và Tiền sống trăm năm hạnh phúc, sống trọn đời trọn kiếp, sống mãi mãi bên nhau. Đó, và trong cái nghi lễ có cái phần gì sơ xuất thì xin tất cả quý vị thông cảm cho. Và nhân buổi lễ hôm nay thì xin mời tất cả các quý vị ở lại dùng một bữa cơm thân mật cùng gia đình, địa chỉ tại Tư Gia và phía kia bên kia đường. Rồi xin cảm ơn. Thôi, xin mời. Chờ ngày anh qua ra mắt gia đình, em mơ được làm cô dâu, trên tay cầm thêm bó hoa màu. Dây thơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má, là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lần thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi. Và từ khi nào tình cờ ta gặp gỡ, tình cờ như là mơ, mà chàng trai lạc tử mang tên Hoàng Vũ đã chạm phải tiếng sét ái tình của nàng thơ Minh Tuyền. Rồi từ đó thầm thương trọn nhớ, và trải qua bao nhiêu năm chờ tháng đợi, hai bạn đã chợt nhận ra rằng đó là nữ tìm kiếm của mình bấy lâu nay. Và để
Có được ngày vui, ngày trọng đại hôm nay, làm sao chúng ta có thể quên đi những người đã chấp cánh cho tình yêu của họ? Đó chính là những bậc làm cha, làm mẹ đã có công nuôi nấng và dạy dỗ cô dâu cho trẻ nên người. Để hôm nay họ tận mắt chứng kiến người con của mình trưởng thành và tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Trồng cây thì ước muốn cây xanh, nuôi con ước muốn con thành, thất gia là đại diện của hai họ. Đầu tiên, xin mời đại diện họ tộc nhà gái cũng chính là chủ hôn của tình ngày hôm nay. Xin kính mời quý ông Lưu Chánh Hùng và quý bà Lạ Thị Thanh Thúy cùng tiến lên sân lễ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón chủ hôn thưa quý vị. Và không kém phần trang trọng và lịch lãm, đó chính là sự xuất hiện của đại diện họ nhà trai. Xin kính mời quý ông Lê Văn Dứt và quý bà Lê Thị Úc cùng tiến lên sân lễ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón họ nhà trai thưa quý vị. Và họ nhà trai cùng với họ nhà gái cùng đến từ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày đợi đêm mơ, hôm nay thọ nổi đợi chờ ước mong. Vừa qua đón cánh thiệp hồng, đôi bên hai họ ta cùng hân hoan. Và ngay bây giờ đây là sự xuất hiện của cặp đôi hạnh phúc và rạng ngời nhất của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính mời chú rể Lê Hoàng Vũ cùng dự tay người thương trăm năm của cô mình là cô dâu Lưu Minh Tiền cùng tiến về lễ đài hạnh phúc. Hoàng Vũ và Minh Tuyền đang cùng tay trong tay bước đi trên con đường trải đầy mặt ngọt của tình yêu. Bởi tình yêu có một sức mạnh thật diệu kỳ, có thể làm nên những điều phi thường có thật giữa cõi đời này. Nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy. Anh đi làm trẻ, em về làm dâu. Và xin được đại diện cho toàn thể các vị quan khác có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, chúc cho tình thông gia họ Lưu và họ Lê ngày càng khắc thiết và bền chặt hơn nữa. Chúc cho Hoàng Vũ và Minh Tuyền trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và để đáp lại tấm chân tình đó, gia đình của chúng tôi rất lấy làm xúc động khi tất cả quý vị đã có mặt buổi sáng ngày hôm nay, sắp xếp lại công việc của mình để đến đây chung vui cùng với gia đình. Một lần nữa, đại gia đình xin được phép nghiêng mình cúi chào và một lời chào thân thương, chân thành và sâu sắc nhất. Đến, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng chiều tay nhau tiến về tháp ly tình yêu để cùng nhau bật nắp trên băng yêu gặp nhau. Anh hứa sẽ cố siêng năng để mai đây mình sẽ giao tổ. Chạm ly với nhau và uống 100% ly rượu mừng ngày hôm nay. Nào, ly đâu quý vị ơi, cùng gia đình nào. 1
2, 3, go! Hai bạn tham gia cùng chậm đi đi à. Hai ông xui, hai bà xui cùng chậm đi và uống 100% nha. Hôm nay xung họp chúc mời tình trong một khắc nghìn dài trăm năm. Được phép mời hai ông xui cũng như hai bà xui chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước hai bước và cùng bắt nhau một cái thật tâm tình và nhìn thẳng về ống kính để chúng ta có một bức hình thật lung linh, thật xinh đẹp trong ngày hôm nay. Xin mời hai ông xui và hai bà xui ạ. Hai ông xui đứng phía trước ạ. Hai bà xui đứng phía sau và cùng nhau bắt tay đi ạ. Cô dâu chú rể, hai ông xui, hai bà xui cùng nhìn thẳng về ống kính, nở nụ cười thật tươi trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay. Và xin mời hai bên tham gia cùng trở về vị trí bàn tròn để tiếp tục chiêu đãi các vị khách quý. Con xin cảm ơn. Đó chính là hãy trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy, thật nồng nàn, thật say đắm trên sân lễ ngày hôm nay. Xin mời hai bạn sẽ cùng quay vào nhau chuẩn bị phần tư thế cho nụ hôn ngọt ngào này. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ quay vào nhau ạ. Cái nhìn thật trìu mến. Và sau 3 tiếng đến, chúng ta sẽ bắt đầu nụ hôn này. Nụ hôn này hãy thực hiện thật lâu, thật sâu, thật đậm và thật nồng cháy để chúng ta có những khoảnh khắc tuyệt vời. Chuẩn bị buổi sáng ngày hôm nay, chúc cho cô dâu và chú rể mãi mãi yêu thương nhau, mãi mãi bên nhau đến trọn đời trọn kiếp, răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Chúc cho tình thông gia ngày càng bền chặt và luôn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Và chúc cho toàn thể các vị quan khách có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và trong quá trình chiêu đãi, nếu có gì sơ suất, mong vì tình thương mến thương mà quý vị vui lòng bỏ qua cho, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Đừng lo tương lai sẽ có con rể ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Cô bà chú bảy gặp mặt anh lại hỏi khi nào thì mình mới rước dâu mới ba. Rộn ràng thêm nhắc con dâu về nơi sớm trời.
có đi có xa xôi em cũng đi theo chàng. Lòng bồi hồi chờ mẹ cha mỗi mặt, ngày dù khuya anh đưa em về Vinh. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương xấu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường nghe, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa theo tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Chính ngôi nhà, chính con gà, chính con ngựa có hồng mau. Xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương xấu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường nghe, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa theo tình anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em kêu anh mình ơi. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới, trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lánh, chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Giang nhét sắp xin không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, đồng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em
ơi em đừng lo, cày bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Xanh năm nay xuống trời, anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi em mà em ngờ đâu anh mang trầu cá quan rước dâu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia,
son sắc nguyện trong đời mình bơ.